Video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái phiên bản của Simero Auto, phiên bản mới nhất của nó là 1.5, ghép cho iPhone 7, 7 Plus, những cái máy mà chip Intel nhà mạng Mỹ các bạn. Phiên bản iOS mình phải cập nhật lên mới nhất là 13.3 này, là mình để mình update tự động, nó nhảy vô mà không cần chọn nhà mạng. Xin ghép này là phiên ghép phiên bản 1.5 các bạn nha. Những cái nhà mạng Mỹ này đầu tiên mình bỏ vô nó bắt kích hoạt nè. Bắt kích hoạt các bạn cứ bật wifi lên và kích hoạt cho nó thôi. Với điều kiện là cái sim của mình là phôi 4G. Và cái sim ghép của mình là nó đang mặc định nhà mạng AT&T á. Chưa có nhập qua lần nào đấy. Nếu mình nhập qua rồi thì mình nhập lại AT&T cho nó. Và iOS phải là mới nhất hiện tại. Hiện tại bây giờ là 13.3. Đó, active lần đầu cho nó. Cái quan trọng nhất là active lần đầu. Khi mà mình active lần đầu được rồi á, lúc này mình cũng không có cần wifi nữa, mình cũng có thể quên nó đi cũng chẳng sao. Lúc này để cho cái máy nó hoạt động tự động thôi. Rồi, active lần đầu được rồi, mình để nó tự động làm việc được rồi. Hoặc là mình bấm thăng thăng, mình bấm gọi á là nó nhảy ra, nó reload lại, nó dò tín hiệu lại. Bây giờ mình chờ nó dò tín hiệu lại thôi. Rồi bây giờ nó hoạt động tự động các bạn nhé. Lỗi sim vừa rồi là cơ chế của nó hoạt động để cho nó mồi sống đó. Rồi để mình đưa sáng lên cho các bạn xem. Đó các bạn thấy không? Nó lên là lên luôn 4G nè. Rồi mình test tài khoản cho các bạn xem luôn sao 101 nè. Rồi test tài khoản ok nè. Giờ mình gọi thử luôn nè. À cái số này để mình nhé cho cái máy mình đang quay video này. Rồi ok.